Nói không ơi đây. Vậy bây giờ nói đi không nói, nhưng mà cũng có thể là cô cầm mà cô quên đưa mi mà đúng không? Cô cũng có thể quên vậy. Ủa ai quên gì vậy Dũng? Hỏi làm gì? Vân, Dũng xin lỗi, Dũng không có thấy Vân. Không sao. Mà anh Dũng có chuyện gì mà bối rối quá vậy? Dũng có chuyện gì muốn hỏi Vân nè. Anh Dũng hỏi đi. Đừng cười. Sao vậy? Đừng vuốt tóc. Có chuyện gì vậy anh? Rồi giờ sao nói đây? Dũng bị khùng. Bị khùng điên vậy đó, không có gì hết trơn á. Khùng. Vậy là không có chuyện gì hết. Không có gì hết. Vậy thôi con đi trước nha. Bye bye Vân nha. Chúc chị đi thượng lộ bình an. Đào. Lần này á, công lớn là thuộc về Hải My nha. Khổ nhục kế rất là thành công. Nhưng mà cũng phải là khen Minh, tại vì trực giác của Minh kinh đấy. Đó, nhờ Dũng hết á. Thôi chú, có gì đâu. Thì Dũng nói anh là thấy Vân cầm cái USB từ ngày hôm qua đó. Ngày hôm qua? Minh. What? Tôi có chuyện muốn nói với chú nè. Chuyện gì? Thôi ra đây đi rồi nói. Gì vậy? Nói hồi nào? Lúc đi tè. Sao em không biết? Thì kế hoạch càng ít người biết càng tốt. Em là trò đùa của anh nè. Ở đây ai cũng là trò chơi của con bé hết á. Hôm nay chị với My cũng mới biết mà. Ủa? Nhưng sao chị biết trước rồi không nói luôn? Em ơi, chị cần một lý do chính đáng để đuổi Vân. Bây giờ chị mà đuổi á, chị đền hợp đồng chị lấy tiền lương của tụi em chị đền hả? À, chị ơi mà. Nhưng mà chị, bây giờ Vân bị đuổi rồi, chị có thuê quản lý nhân sự mới không chị? Thì dĩ nhiên. Nghĩ phẻ. Thế chưa em nói mà, ngay từ đầu nhìn mặt bà Vân là em đã không ưa rồi. Rồi, cảm ơn đấy. Tình yêu thế nào bỏ đi.